Cô chào các em. Hôm nay chúng ta học tiếp tập đọc ở từng 22. Các em đã chuẩn bị dụng cụ học tập sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu vào bài học nhé. Mở đầu cho chủ điểm vẻ đẹp muôn màu, đó là bài sầu riêng. Đây là bức tranh minh họa trong bài, có hình cô gái đang hái cái trái sầu riêng. Thì qua cái bài tập đọc này, các em sẽ được tìm hiểu về một loại trái cây ăn quả quý là đặc sản của miền Nam. Các em sẽ được ngắm cây sầu riêng, thưởng thức hương vị đặc biệt của quả sầu riêng qua ngòi bút của nhà văn Ma Văn Tạo. Trong tiết học hôm nay, chúng ta cùng nhau luyện đọc đúng, tìm hiểu bài, luyện đọc hay. Để giúp các em đọc trôi chảy và đọc tốt cái bài tập đọc này, chúng ta bắt đầu đến với hoạt động 1, luyện đọc đúng. Các em lắng nghe và đọc thầm theo cô. Sầu riêng. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng. Hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi, sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín, huyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn, hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, gió lưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi, tỏa khắp khu vườn, hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhị, li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuốn hoa ra một trái, nhìn trái sầu riêng lụng lặng dưới cành, trông giống những tổ kiến, mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta. Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Thân nó khẳng khiu cao vút, cành ngang thẳng đột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quằn, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như lá héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngào ngạt, vị ngọt đến đam mê. Ma Văn Tạo. Để tiện cho việc luyện đọc và tìm hiểu bài thì chúng ta chia đoạn bài văn này. Theo em thì bài văn này được chia làm mấy đoạn? Các em so sánh cách chia đoạn của các em với cô nha. Cô chia như thế này, chia làm 3 đoạn. Đoạn 1 từ đầu đến hương vị quyến rũ kỳ lạ. Đoạn 2 tiếp đến tháng năm ta, và đoạn 3 là cái phần còn lại. Mấy em chia giống như vậy không nào? Bạn nào thực hiện giống như vậy là đúng đó. Trong bài có một số từ cần luyện đọc đúng, chúng ta đọc theo cô nhé. Lác đác, khẳng khiu, thẳng đột. Ngoài các từ khó ra còn có các câu dài chúng ta cần lưu ý như cái câu sau. Đối với cái câu này thì chúng ta đọc liền mạch, chúng ta ngắt ở những chỗ có dấu phẩy và chúng ta ngắt cái chỗ có dấu chéo cô đã gạch xuống màu đỏ. Em chú ý nghe cô đọc. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín, huyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Mấy em tập đọc cho đúng nè. Chúng ta sẽ sang phần giải nghĩa một số từ khó. Chúng ta có từ hao hao giống. Hao hao giống là hơi giống thôi, không có giống lắm. Đam mê. Đam mê tức là ham thích quá mức. Mật ong già hạn là mật ong để lâu hơn thời hạn thu hoạch. Hoa đậu từng chùm
là hoa mọc thành từng chùm, như em đã quan sát tranh đây, hoa mọc thành cái từng chùm. Mùa trái rộ là thời gian mà cái cây ra nhiều quả nhất, gọi là cái mùa trái rộ. Như vậy là các em đã đọc trôi chảy bài này, và chúng ta chuyển sang hoạt động thứ hai là tìm hiểu bài. Các em đọc lại đoạn 1. Sau khi đọc xong đoạn 1 thì chúng ta trả lời cho câu hỏi này cho cô. Sầu riêng là đặc sản của vùng nào? Như ở đầu bài văn tác giả cho chúng ta biết, sầu riêng là đặc sản của miền Nam. Ở miền Nam có khí hậu thích hợp để việc trồng sầu riêng. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang đọc, cô và các em cùng đọc tiếp đoạn 2 và đoạn 3 để cảm nhận cái vẻ đẹp của sầu riêng. Rồi, nghe bắt đầu đọc. Các em đã đọc xong đoạn 2, giờ chúng ta trả lời câu hỏi này cho cô. Dựa vào bài văn hãy miêu tả những nét đặc sắc của sầu riêng. A. Hoa sầu riêng. B. Quả sầu riêng. C. Hình dáng cây sầu riêng. Qua bài văn thì chúng ta cho cô biết ngày hoa sầu riêng được miêu tả như thế nào? Hoa sầu riêng được miêu tả là hoa sầu riêng trổ vào cuối năm, thơm ngát như hương cao, hương bưởi, màu trắng ngà, cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhị li ti giữa những cánh hoa. Đây là cái cánh hoa sầu riêng nè mấy em, cánh đây nhỏ nè, có màu trắng ngà nè, nó đậu từng chùm, và đặc biệt nó có cái mùi thơm rất là thơm. Vậy hoa như thế, vậy quả sầu riêng được miêu tả như thế nào? Quả sầu riêng được miêu tả là quả sầu riêng lủng lẳng dưới cành, trông giống những tổ kiến, mùi thơm đậm lâu tan trong không khí, còn hàng chục mét mới tới nơi để sầu riêng đã ngửi thấy mùi hương ngào ngạt, hương thơm mùi hương của mít chín huyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn, vị ngọt đến đam mê. Hôm qua tác giả miêu tả, chúng ta thấy cái mùi vị của cái trái quả sầu riêng rất là hấp dẫn ha. Đây là hình cái quả sầu riêng ở trên cây nè ha, đây là quả sầu riêng trên cây. Đây, đây là hình cái quả sầu riêng, bên trong cái quả sầu riêng được bổ ra. Đây là những cái múi sầu riêng nó màu vàng nè, và trong bên trong nó có rất là nhiều muối. Vậy thì tả hoa và quả rồi, vậy thì dáng cây sầu riêng tác giả được miêu tả như thế nào? Thì dáng cây sầu riêng được tác giả miêu tả là thân khẳng khiêu cao vút, cành ngang thẳng đột, lá nhỏ xanh vàng hơi khép lại, tưởng như lá héo. Đây là cái thân sầu riêng, là những cái cành nó thẳng ngang, là không có cong, không có quặn như cây xoài, cây mận của chúng ta. Đây còn lá sầu riêng nhìn nó nhỏ nè, khép lại. Ta đấy thấy đây là cây và cái lá sầu riêng. Thì ngoài tả cây và tả lá, tả quả sầu riêng thì tác giả còn lại thể hiện cái tình cảm của tác giả đối với cái cây sầu riêng nữa. Vậy mấy em hãy tìm những cái câu thể hiện cái tình cảm của tác giả đối với cái cây sầu riêng như thế nào.
Mem đã được tìm được mấy câu rồi nè, so sánh với kết quả của cô nè. Này, câu thứ nhất thể hiện tình cảm của tác giả đối với cây sầu riêng là sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Câu thứ hai, hương vị quyến rũ đến kỳ lạ. Câu thứ ba, đứng ngắm cây sầu riêng tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng cây kỳ lạ này. Câu thứ tư, vậy mà khi trái chín hương tỏa ngào ngạt vị ngọt đến đam mê. Vậy mấy em tìm được mấy câu có giống cô không nào? Như vậy thì qua nãy giờ chúng ta đã tìm hiểu về cái hoa quả dáng của cái cây sầu riêng. Vậy thì chúng ta cho cô biết coi cái nội dung của cái bài này muốn nói lên điều gì. Nội dung của cái bài này là ca ngợi cái vẻ đẹp, ca ngợi về giá trị và vẻ đẹp đặc sắc của cái cây sầu riêng. Rồi chúng ta đã tìm hiểu đọc xong này, đã chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung bài này rồi, giờ chúng ta chuyển sang cái phần luyện đọc hay. Thì cái phần này chúng ta đọc một đoạn từ là sầu riêng cho đến là kỳ lạ. Chúng ta đọc, chúng ta chú ý những cái từ mà cô gạch chân màu đỏ phía dưới cái từ đó và nhấn giọng ở những cái từ đó. Mấy em chú ý nghe cô đọc. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam, hương vị của nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí, còn vài chục mét mới tới nơi để sầu riêng. Hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi, sầu riêng thơm mùi thơm của mít chín huyện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn, hương vị quyến rũ đến lạ kỳ. Rồi bây giờ mấy em tập đọc cho hay chính nè. Thì như các em đã biết, sầu riêng là một loại quả ăn rất là thơm, ngon. Ngoài ra sầu riêng người ta còn dùng để làm bánh sầu riêng nè, làm là các loại bánh, ta để sầu riêng vào để cho nó thơm, rồi làm kẹo sầu riêng. Thì ngoài quả ra thì cái vỏ của cái sầu riêng còn dùng để làm thuốc. Thì sầu riêng là cái loại trái của miền Nam, loại trái quý của miền Nam, ngày nay đã được đi khắp mọi miền của đất nước, có thể xuất khẩu, người ta có xuất khẩu ra nước ngoài, để ai cũng được thưởng thức cái hương vị đặc biệt này. Mấy em có thích quả sầu riêng hay không? Mấy em về nhà đọc lại bài này và chúng ta xem trước bài sau. Chúc các em học tốt. Xin chào tạm biệt.